Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về cây cao su. Cây cao su, Hevea brasiliensis, là một loài cây thân gỗ lớn, thuộc họ đại kích, Euphorbiaceae. Cây có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon thuộc Nam Mỹ. Cây cao su được trồng để lấy mủ, là nguyên liệu chính để sản xuất cao su. Cây cao su có thể cao tới 30 mét, 100 feet, và có đường kính thân cây lên tới 1 mét, 3 feet. Lá cây cao su màu xanh đậm, bóng và có hình thuôn dài. Cây ra hoa nhỏ, màu trắng, mọc thành chùm. Quả của cây cao su là một quả nang hình bầu dục, chứa ba hạt. Cây cao su được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Cây phát triển tốt nhất ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.500 mm, 60 đến 100 inch, mỗi năm. Mù cao su được thu hoạch từ vỏ cây cao su. Mù là một chất lỏng màu trắng, chảy ra khi vỏ cây bị rạch. Mù cao su được chế biến thành cao su, một loại vật liệu đàn hồi được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm lốp xe, găng tay và bóng bay. Cây cao su là một loại cây quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp cao su tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm và cung cấp việc làm cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Cây cao su cũng có một số lợi ích môi trường. Cây giúp giảm xói mòn đất và cải thiện chất lượng nước. Cây cũng hấp thụ carbon dioxide từ bầu khí quyển, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Cây cao su cũng có một số tác động tiêu cực đến môi trường. Việc trồng cây cao su có thể dẫn đến phá rừng và mất môi trường sống động vật hoang dã. Việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các đồn điền cao su cũng có thể gây ô nhiễm môi trường. Nhìn chung, cây cao su là một loại cây quan trọng có cả lợi ích và tác động tiêu cực đến môi trường. Điều quan trọng là phải quản lý các đồn điền cao su một cách bền vững để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đồng thời tối đa hóa lợi ích kinh tế và môi trường của cây.